Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn liên tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo từ chiều nay và cả ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120 mm trong 24 giờ. Do có mưa dồn dập lượng lớn trong thời gian ngắn nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi rất cao, người dân cần chú ý đề phòng. Thủ đô Hà Nội sáng nay có mưa nhỏ lất phất, trời se lạnh. Trưa và chiều nay tạnh ráo hơn nhưng vẫn phổ biến nhiều mây, cao nhất hôm nay là từ 25 đến 26 độ. Từ chiều tối, không khí lạnh được bổ sung thêm, mưa rào diễn ra ở hầu khắp khu vực Hà Nội. Quý vị nếu có việc ra ngoài nên nhớ mang theo áo mưa, ô dù để khỏi bị ướt. Đêm nay trời rét nhẹ với mức nhiệt thấp nhất từ 20 đến 21 độ. Từ đêm nay 28 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi mưa rất to, với lượng mưa trên 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nằm trong khu vực ít chịu tác động của các hình thái gây mưa phía Bắc nên thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, hôm nay thời tiết khá thuận lợi cho người dân và du khách khi trời phổ biến nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều ở mức 32 độ. Về tối và đêm trời mát mẻ với mức nhiệt giảm về ngưỡng 26 độ. Đến với khu vực Nam Bộ, trong chiều tối nay cũng có mưa dông. Diện mưa sẽ tập trung khoảng 1/3 diện tích khu vực này, chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ. Cục bộ có điểm mưa lượng khá kèm theo hiện tượng sấm sét, gió mạnh nên bà con vùng ven biển cần lưu ý. Còn ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi còn cao hơn. Cùng chung xu thế thời tiết khu vực nên hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có nắng gián đoạn trong ngày, nhiệt độ trưa chiều là 34 độ. Cảm giác oi nóng khi độ ẩm cao, người dân và du khách cũng cần đề phòng những cơn mưa dông có khả năng xảy ra vào tầm chiều tối. Do tác động của không khí lạnh và rãnh mây dông nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là hầu khắp khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa sẽ xuất hiện mưa rào và dông ở mức rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật, tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Dự báo từ ngày 30 tháng 4, thời tiết khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ chuyển tốt trở lại. Đối với khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, không nằm trong vùng ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía Bắc nên đêm nay và ngày mai cũng như 3 ngày tới, thời tiết khá tốt. Mưa rào và dông chỉ vài nơi, gió nhẹ, tầm nhìn xa thông thoáng. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi, bám biển của bà con ngư dân. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông mạnh mẽ nhất. Vì thế, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông mạnh, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật cũng ở mức cao. Vì thế, các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý. Đối với vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận, bao gồm cả tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn, không chịu ảnh hưởng của các hình thái gây mưa phía Bắc. Trong 3 đến 4 ngày tới, tại đây duy trì tiết trời tạnh ráo, gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong đêm nay và ngày mai, trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, gió chuyển hướng Đông Bắc đến Đông, cấp 3. Sóng biển dưới 1,5 m, biển lặng, trời tạnh ráo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Mặc dù cường độ gió ở khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc hoạt động rất yếu, nhưng tại đây lại thường xuyên xuất hiện mưa rào và dông về chiều và tối. Do đó, việc lưu thông hàng hải, đi lại của tàu thuyền trên tuyến hải trình này cũng cần hết sức lưu ý khi tầm nhìn xa chỉ từ 4 đến 10 km. Đêm nay và ngày mai, mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm xuống diện vài nơi, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Bắc từ 29 đến 31 độ có nơi cao hơn. Sự giảm mưa ở Bắc Bộ không kéo dài lâu vì chỉ từ khoảng chiều tối 28 tháng 4, khu vực Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực khí quyển 1.500 m. Mưa diện rộng sẽ quay trở lại, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, người dân cần hết sức cảnh giác với khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm khi lưu thông.
Do có mưa nên từ đêm 28 tháng 4 trời sẽ tương đối mát mẻ. Vào ban ngày, mức nhiệt độ cũng chỉ phổ biến từ 24 đến 27 độ. Từ ngày 30 tháng 4, thời tiết sẽ tạnh ráo hơn, mưa chỉ còn vài nơi. Ban ngày trời có nắng với mức nhiệt tăng trở lại ngưỡng 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Bắc là từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Với khu vực Trung Bộ, từ đêm 28 cũng do tác động của không khí lạnh, mưa dông có xu hướng tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ít chịu tác động của hệ thống gây mưa phía Bắc, nên có chăng thì cũng chỉ xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác về chiều tối, lượng mưa không đáng kể. Khu vực còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày trời có nắng và mưa xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới phổ biến mưa vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ sẽ có điểm mưa lượng khá, kèm theo hiện tượng sấm sét, gió mạnh nên bà con cần đặc biệt chú ý, đặc biệt là khu vực ven biển. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ khoảng chiều tối 28 tháng 4, gió chuyển hướng đông đông bắc mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6. Mưa rào và dông xuất hiện tập trung tại khu vực Vịnh Bắc Bộ với tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới duy trì gió có cường độ trung bình, mưa rào và dông rải rác tập trung về chiều tối, cần đề phòng lốc sét, gió mạnh đi kèm trong cơn dông. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!